Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cuộc sống của chúng ta sẽ không thiếu những kẻ mà yêu chúng ta, nhưng cũng không thiếu kẻ ghét mình. Vậy, làm sao có thể yêu kẻ thù của mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và nói xấu mình được? Xin chúng ta hãy lắng nghe giải đáp trong lời Chúa qua sự dạy dỗ của mục sư Trần Mạnh Hùng với chủ đề Hãy yêu kẻ thù của mình. Dựa vào câu kinh thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44 mà anh chị em nhìn thấy trên màn hình. Nhưng ta bảo các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Xin mời mục sư Trần Mạnh Hùng. Xin chào hết thảy anh chị em con cái Chúa, một ngày thật là đặc biệt. Vì sao bạn hỏi tôi rằng mục sư nói ngày hôm nay là ngày đặc biệt, có những ngày khác thì sao? Tôi muốn nói cho bạn biết rằng bất cứ ngày nào Chúa tạo dựng mà bạn và tôi tiếp nhận nó, hãy đón chờ nó giống như một ngày thật là đặc biệt. Bạn chờ đợi điều gì từ ngài thì mỗi một ngày đó sẽ mang tới cho bạn những điều mà bạn chờ đợi. Bởi vì tôi và bạn có một Đức Chúa Trời là Cha, lại quyền năng, lại yêu thương bạn và vô cùng thành tín. Cho nên Chúa luôn luôn mang điều tốt nhất tới cho con cái của ngài. Có ai làm cha khi con mình xin bánh lại cho đá? Có ai làm cha khi con mình xin cá lại cho rắn thay vì cá? Chúng ta vốn là những người xấu, còn biết cho con cái mình những vật tốt thay. Huống chi Cha nhân từ quyền năng thành tín trên trời lại chẳng ban những điều tốt nhất khi con cái của ngài cầu xin sao? Ngày hôm nay có một điều mà bạn nghĩ rằng khó đối với bạn và tôi. Chúa nói hãy yêu kẻ thù nghịch của mình. Dường như một điều quá khó. Dường như Chúa đang đẩy chúng ta vào chỗ mà lực bất tòng tâm. Bạn ơi, Đức Chúa Trời của tôi và bạn không bao giờ đưa một mạng lệnh nào mà chúng ta không thể thực hiện được. Nếu một điều gì khó đối với chúng ta thì ngài dường như đã ban và chuẩn bị cho chúng ta một điều gì đó trước để mà chúng ta thực hiện được điều mà tâm trí cuộc sống của chúng ta nghĩ rằng không thể. Khi Chúa Giêsu bước vào chức vụ trong sách Mác, trước khi câu nói này, Chúa đã công bố một điều vô cùng đặc biệt. Ngài nói rằng kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin vào tin lành. Dường như Chúa thiết lập nước trời trên đất này và mỗi chúng ta khi tiếp nhận Giêsu là Chúa, là vua, ăn năn xưng tội của mình, tiếp nhận sự chết thế của ngài và sống lại thì chúng ta được tái sinh và trở thành công dân thiên quốc. Và như vậy chúng ta có quyền song tịch, vừa là công dân dưới đất này với nước sở tại bạn đang sống, và vừa là công dân thiên quốc là nơi mà vua trời chính là Chúa Giêsu. Và khi nước trời hiện hành thì ở đó luôn có quyền lợi cho công dân nước đó và cùng với trách nhiệm nữa. Bởi vậy nếu chúng ta là công dân thiên quốc thì mỗi chúng ta phải sống theo luật trời nữa cơ. Và đây chúng ta có một mệnh lệnh từ vua. Vua trời công bố luật của nước trời. Đó là lời vừa rồi nói, Chúa Giêsu công bố rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Đây không phải chỉ là lời khuyên mà còn là một mệnh lệnh từ vua nước trời mà chúng ta là công dân. Và nếu nó là mệnh lệnh thì chúng ta không thể không thực hiện được, vì nếu không thực hiện thì chúng ta phạm luật, và bất cứ một kẻ nào phạm luật là phạm pháp, và khi phạm pháp thì sẽ bị xử theo luật của nước trời. Mệnh lệnh của Chúa đưa ra hãy yêu kẻ thù nghịch và đừng dừng lại và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi để làm gì? Để hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Lời Chúa công bố với chúng ta rằng để mà người ta nhìn thấy Cha ở trong chúng ta, để mà người ta nhìn thấy chúng ta thuộc về Cha,
thuộc về con của Đức Chúa Trời toàn năng đó thì bộc lộ qua việc làm, đó là hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Đây là một điều mà không giống như con cái của thế gian này. Con cái của thế gian này họ chỉ yêu những kẻ yêu mình, họ ghét một kẻ ghét mình. Và đây lời Chúa nói rằng hãy yêu kẻ thù nghịch, đó là dấu hiệu của trời. Rồi tiếp theo nữa, ở con cái thế gian là họ rủa xả những kẻ rủa xả họ. Những kẻ nào bắt bớ họ, họ sẽ trả thù truyền kiếp ba đời. Nhưng ở đây lời Chúa nói rằng hãy yêu kẻ thù nghịch của mình và cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện không phải để rủa xả, cầu nguyện để xin Chúa Ngài tha thứ và Ngài ban ơn cho kẻ bắt bớ mình. Wow, lời Chúa thật là tuyệt vời. Dấu hiệu của con Đức Chúa Trời là yêu và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chứ không trả thù. Có một câu chuyện mà Đại Văn Hào người Nga Lev Tolstoy đã kể lại. Và nếu chúng ta để ý thấy cả mạch văn trong bài giảng trên núi này, Chúa đang dạy chúng ta một nguyên tắc của nước trời, đó là yêu từ Ngài, sau đó hành động tha thứ cho kẻ làm ác, rồi cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, rồi làm lành cho họ, và cuối cùng chờ đợi để gặt lại kết quả. Và khi có kết quả rồi, hãy dâng cho Cha trên trời được vinh hiển. Lev Tolstoy kể lại câu chuyện mà mỗi chúng ta đáng phải lắng nghe để tiếp nhận câu chuyện này. Có một người ăn xin, hay người Việt Nam dùng từ mỹ miều là hành khất, đến nhà một nhà người giàu đó xin đồ ăn và tiền bạc, xin của bố thí. Người giàu này không những không cho, mà anh ta còn đuổi xa xa người nghèo này. Và khi người nghèo này vẫn nài nỉ xin thêm ít đồ ăn, anh ta đã vác một cục gạch to ném vào người hành khất. Rất là đau. Người hành khất này vừa nhục, vừa đau, vừa bực bội và vừa căm thù kẻ nhà giàu mà lại tàn ác đó. Anh ta mới quyết định nhặt viên gạch to đó cho vào cái bịch ăn xin của mình, rồi bắt đầu nói: ta sẽ mang viên gạch này để có một lúc nào đó ta sẽ dùng chính viên gạch này để ném vào mặt nó. Sau nhiều năm, người nhà giàu kia bị bắt vì tội tham nhũng và trộm cắp. Anh ta bị giải trên đường làng để vào tù. Và lúc này, người hành khách ăn xin kia có cơ hội trả thù. Lúc người nhà giàu với khuôn mặt tiều tụy, nhếch nhác đó đi trong cái gông ở trên cổ và tay bị cùm. Trên đường đi đi, người hành khách này móc từ trong cái bao hầu của mình cục gạch to mà đã từng bị người kia ném. Anh ta chuẩn bị giơ lên ném thẳng vào mặt nhà giàu kia. Thì bỗng nhiên, anh ta thức tỉnh và đặt câu hỏi: wow, ta đang định làm gì vậy? Ta vác viên gạch này ngần đấy năm để làm gì? Hắn cũng khốn cùng như ta ngày xưa vậy. Anh ta vứt cục gạch đi và không trả thù nữa. Bài học đưa tới chúng ta một điều gì? Sự căm thù kẻ thù của mình. Đó là chúng ta vác theo một cục gạch. Có những người không phải chỉ một cục gạch thôi, mà còn vác theo cả một tảng đá bực bội, căm thù. Có nhiều người vác cả quả núi của sự thù hận, thương tổn. Và quả núi đó không những đè trên đời sống của con người đó, mà còn đè cả trên vợ, trên chồng, trên bố mẹ, trên những người thân nhất, trên con cái của họ. Bạn hãy đặt câu hỏi lại cho bản thân mình xem, căm thù có lợi gì cho mỗi chúng ta? Sự căm thù đó đang gặp nhấm linh hồn, cảm xúc, tâm trí, hạnh phúc của bạn. Nó đang cắn dần, nó đang nuốt dần tương lai của bạn. Ngày hôm nay, lời Chúa đưa ra mệnh lệnh không phải bắt bạn làm một điều gì thiệt thòi, mà đây là một điều mang sự lợi lộc tới cho mỗi chúng ta. Chỉ có những kẻ mang hoa, nước hoa vẩy cho người khác thì tay người đó thơm trước. Ai mà cầm bùn, cầm phân ném người khác thì tay của mình và mình thối trước tiên. Sự thù hận đó là vác đá đi theo cho tới ngày chúng ta giải phóng khỏi sự thù hận đó. Sự căm ghét những người làm hại chúng ta, những kẻ thù nghịch chúng ta,
chỉ làm hại chúng ta thôi. Kẻ thù nghịch vẫn sống đó, nó vẫn nhơn nhởn ra như vậy, nhưng bạn tự làm khổ mình. Cho nên ngày hôm nay bài học của Chúa dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù nghịch của mình. Hãy nhớ khi chúng ta yêu là chúng ta ở trong Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Khi chúng ta yêu là chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng. Khi chúng ta ghét là kẻ đó đang đi trong nơi tối tăm. Bởi vậy cho nên Chúa kêu gọi chúng ta, nếu là con của Cha sáng láng ở trên trời, thì hãy yêu kẻ thù của mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mỗi chúng ta. Làm sao mà yêu được nhỉ? Đó chính là câu hỏi mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu. Nào, chúng ta đi tiếp một câu nữa. Thư Răng thứ nhất đoạn 3 câu 11 tới câu 15. Tôi và bạn không thể lấy một tiêu chuẩn nào của thế gian, bởi vì thế gian đâu có tình yêu. Thế gian đâu có tình yêu thương thật. Thế gian chỉ có tình yêu mặc, tình yêu nếu thì, tình yêu có điều kiện. Vì anh giàu cho nên em yêu anh. Vì anh là đại gia cho nên anh sẽ làm chồng của em. Vì em là hoa hậu chân dài cho nên vì bố mẹ cô, vì ông bà cô, hết thảy mọi cái vì nên, nếu thì. Còn tình yêu kẻ thù của mình là tình yêu mặc giàu, mà vốn sĩ con cháu của Adam và Eva không có loại tình yêu đó. Cho nên mỗi chúng ta để có tình yêu đối với kẻ thù của mình là tình yêu agape, thì chúng ta phải chạy tới với nguồn của tình yêu agape, đó là Đức Chúa Trời. Lời Chúa Thư Răng thứ nhất nói rằng, và lời giao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, lúc ban đầu đó đến từ đấng tạo dựng cả cái vũ trụ này đấy, đến từ Đức Chúa Trời là tình yêu thương agape đó. Ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em của mình. Vì sao người giết đi? Bởi vì việc làm của người là giữ, còn việc làm của em người là công bình. Đây là sự ghét Abel một cách vô cớ. Cain của lễ không được Chúa nhận, mà không tìm hiểu vì sao của lễ của mình không được nhận. Tìm cách diệt một người công bình mà của lẽ được Chúa nhận, cái đó gọi là chọc gậy bánh xe. Cái đó là mày không thể hơn tao được. Cái đó là tư tưởng của Nazareth. Tôi mà ngu đần, tôi mà dốt nát thì không ai có được quyền khôn hơn tôi. Wow, câu 13, hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ, vì tinh thần của thế gian là như thế. Gian là gian như thế, dân là gian mà. Cho nên việc ganh ghét, ganh tị, chọc gậy bánh xe thì đừng lấy làm lạ ở trên đất này, dưới bầu trời này, trong thế gian này và giữa dân gian này. Chúng ta không thể đòi hỏi sự công bình được. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, có nghĩa là được Chúa nhắc khỏi thế gian. Mặc dù thân thể vẫn ở trong thế gian này, nhưng tâm linh của chúng ta đã thuộc về Ngài. Chúng ta biết mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, có nghĩa là bước vào sự sáng, bước vào tình yêu thương rồi, thì chúng ta yêu anh em mình. Vì sao? Bởi vì ở trong chúng ta, nếu được sinh ra từ Đức Chúa Trời, thì ở trong chúng ta có bổn tính của Ngài, có nghĩa là ở trong chúng ta vốn dĩ khi tiếp nhận Giê-xu là cứu Chúa đời sống của mình, thì bạn và tôi đã có loại tình yêu agape rồi. Và bây giờ hãy sử dụng, hãy quyết định sống, không còn đợi cảm xúc yêu hay không nữa, mà xin Chúa giúp cho chúng ta hãy quyết định sống theo mệnh lệnh đã có ở bên trong chúng ta là tình yêu đó rồi. Hãy rút tiền trong ví của bạn đã có rồi để mua nước cái giải khát. Đừng nghĩ rằng mình không có tiền. Ở trong ví của bạn đã có rồi, ở trong lòng của bạn đã có tình yêu mà trước đây không có. Bây giờ sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa đời sống của mình, tôi và bạn được tái sinh, thì ở trong chúng ta đã có loại tình yêu, tình yêu từ trời này. Chúng ta yêu anh em mình, còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết kinh chưa. Có nghĩa là nếu như ở trong chúng ta không có loại tình yêu đó thì chúng ta chưa được tái sinh. Ở trong sự tái sinh, chúng ta đã có bổn tính của Đức Chúa Trời rồi, mà bổn tính của Ngài là tình yêu thương. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người.
Anh em biết rằng chẳng có một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong mình hết. Wow! Xin Chúa thương xót mỗi chúng ta. Các thầy thông giáo và dạy luật nghiên cứu tinh cựu ước. Và họ đưa ra rằng ở trong cựu ước có 613 điều răn khác nhau. Nhớ nhé, 613 điều răn khác nhau. Bản thân họ cũng không nhớ hết được điều răn nào. Nhưng trong Tân ước chỉ có một điều răn duy nhất thôi. Đó là các ngươi hãy yêu thương nhau như ta đã yêu các ngươi. Điều răn hay là mệnh lệnh của Chúa đưa ra cho mỗi chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, ngay trong lúc này, hoặc ai đó sẽ nghe lại bài giảng ngày hôm nay, hãy đặt nhiệt kế tình yêu của mình vào lòng. Qua câu Kinh Thánh vừa rồi, đo lại nhiệt độ tình yêu của bạn. Thực sự nguội lạnh, đang căm thù, đang vu khống, đang nói xấu sau lưng, hay là thực sự bạn đang yêu? Và nếu như không có tình yêu thì hãy ăn năn cảnh tỉnh, bởi vì Kinh Thánh chép rõ ràng rằng kẻ mà ghét anh em mình, kẻ giết người thì không có sự sống đời đời ở trong con người đó. Kinh hoàng lắm. Nào, chúng ta cùng nhau đi tiếp, không dừng lại ở điều tiêu cực này. Chúng ta đi tiếp. Tôi rất thích David và vô cùng cảm tạ Chúa vì David. Ông đã từng trải qua trầm cảm, ông đã từng vượt qua trầm cảm, ông đã từng có những lời than thở, ông đã từng nói thẳng từ lòng của ông với Chúa mọi sự mà không thể nói ra với những người khác được. Ông đã từng trải qua những điều mà nói ra thì dân sự mất lòng, mà ngậm miệng và im lặng thì xương cốt ông bị run rẩy. Dường như hết thảy những điều mà có thể bạn đang và đã trải qua, David đã trải qua hết rồi. Chuyện riêng đối với tôi, những ngày tháng thăng trầm 3 năm rưỡi, David đã nâng đỡ tôi qua thi thiên rất là nhiều mỗi một buổi sáng. Và đây là một cái đoạn thi thiên mà đối với tôi cực kỳ tuyệt vời. Thi thiên 23, thì câu 1 nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Nếu bạn không được Chúa chăm sóc, nếu bạn không có mối quan hệ với Ngài, thì bạn sẽ không nhận được những điều gì mà Ngài có để cho bạn. Và nếu như bạn và tôi không nhận được những điều gì mà Ngài ban cho chúng ta, thì chúng ta không có. Và nếu chúng ta không có, thì chúng ta không thể cho người khác điều mà mình không có được. Chuyện David nói Đức Giê-hô-va là nguồn, Ngài là đấng chăn giữ tôi không thiếu thốn gì hết. Thế gian có thể cho bạn thật nhiều tiền, nhưng vẫn thiếu. Chỉ có Chúa khi chu cấp cho bạn, thì bạn không thiếu thốn gì. Giàu chưa chắc là đủ, nhưng có Chúa là đủ. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi tới mấy nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào con lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trường và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Bạn thấy không? Bạn học được điều gì ở đây? Phải có mối quan hệ với Ngài thì bạn mới có thể yêu được kẻ thù của mình. Nhớ nhé, con người chúng ta không thể tự nặng, tự dặn, tự vận nội công để mà yêu người khác, không yêu được đâu. Dường như bạn làm điều đó bởi sức của mình, giống như một người rơi xuống đầm lầy mà tự nắm tóc kéo lên. Tất nhiên đầu tôi không có tóc, nhưng bạn không thể tự cứu mình ra khỏi đầm lầy, càng dẫy bạn càng chìm. David nói rằng nhờ Chúa dẫn tôi tới miếng nước bình tĩnh, khiến tôi an nghỉ, bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Và sau đó ông nói, dầu tôi đi trong chúng bóng chết, có nghĩa là giữa những kẻ thù nghịch, giữa những kẻ bắt bớ, nhưng tai họa sẽ không đến cùng tôi. Vì sao? Không phải bởi cơ bắp tôi khỏe mạnh, không phải bởi tài đức của tôi, và cũng chả phải sự khôn ngoan của tôi, mà bởi vì Chúa ở cùng tôi. Chúa ở cùng Bartin Hebrew ở trong lò lửa, Chúa ở cùng Daniel ở trong chuồng cọp đói, Chúa ở cùng môn đồ của Ngài khi cơn bão. Ở đâu có Ngài, ở đó có thiên đàng. Cảm ơn mục sư Giang Đông, người đã sáng tác bài hát Ở đâu có Ngài, ở đó có thiên đàng. Hallelujah. Quan trọng không phải là tôi ở đâu, quan trọng là ai ở cùng tôi mới là điều quan trọng. Bạn có thể ở giữa nơi người ta gọi là thiên đàng mà không có Chúa,
thì nó cũng không khác gì địa ngục. Còn nếu ở trong trục bóng chết nhưng có Ngài ở cùng thì không có sợ tai nào, họa nào hết. Cây trường mà cây gậy của Chúa an ủi tôi. Tiếp theo câu 5 mới là câu mà tôi muốn nhấn mạnh qua mệnh lệnh hãy yêu kẻ thù của mình. Chúa dọn bàn cho tôi ở đâu? Trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Làm thế nào để mà chúng ta được ngồi trong bàn tiệc chiến thắng trước mặt kẻ thù nghịch nếu như không có một loạt câu phía trên? Nếu như chúng ta không được Chúa dẫn dắt chúng ta, nếu như chúng ta không sẵn sàng vâng lời đi theo đường lối công bình mà Ngài dẫn dắt mà luôn chống cự lại, nếu như chúng ta không sẵn sàng cùng với Ngài ngay cả trong trung bóng chết, luôn luôn nhìn thấy khó khăn là lủi, là chuồn, là trốn, là than vãn, thì làm sao chúng ta có thể dự phần chiến thắng được? Hãy nhớ Chúa nói với Phê-rơ, nếu ta không rửa chân cho ngươi thì ngươi chẳng có phần chung gì với ta. Phần chung đó là đầu tiên phải chịu cùng khổ với Ngài, chịu cùng chết với Ngài, rồi sẽ đồng được cai trị với Chúa. Để biến kẻ thù nghịch là bạn của mình thì xin Chúa giúp cho chúng ta có mối quan hệ gần với Ngài. Wow! Thi Thiên rất nhiều chỗ, nhiều lúc David kêu gọi mỗi chúng ta hãy tôn cao Đức Chúa Trời, hãy tôn cao Đức Giê-hô-va. Làm sao mà để tôn cao Ngài được nhỉ? Hay là câu nói từ miệng chúng ta chỉ là lý thuyết thôi? Tôi biết bao nhiêu lần hướng dẫn cầu người nói chúng ta cùng nhau tôn cao Ngài mà sâu thẳm trong lòng không hiểu tôn cao có nghĩa là gì. Rồi có một ngày tôi được đến núi của Thụy Sĩ. Từ xa nhìn núi rất là nhỏ và tôi nghĩ rằng leo núi dễ lắm, nhưng càng lại gần thì tôi càng bị lọt thỏm vào cái dãy núi Thụy Sĩ đó. Và trong sự lọt thỏm và hoảng hốt vì nó quá lớn mà trước đó tôi coi thường, Chúa đã dạy tôi một bài học. Làm thế nào để tôn cao ta? Là chỉ khi ngươi đến gần ta thì ngươi sẽ thấy ta được tôn cao. Không phải vì lúc đó ta được lớn lên, không phải vì vốn dĩ ta đã vĩ đại rồi. Nhưng các ngươi càng ở xa thì các ngươi sẽ không nhận biết sự vĩ đại của ta. Chính vì vậy mà Chúa kêu gọi dân Do Thái khi ra khỏi Ai Cập đến núi Sinai lại gần Ngài. Bởi vì khi họ đến gần Ngài thì họ sẽ nhìn thấy sự vĩ đại, quyền năng và tình yêu bao la của Ngài. Bạn càng tới gần hồ nước, bạn sẽ càng thấy nó lớn. Bạn càng tới gần dãy núi, bạn càng nhìn thấy nó vĩ đại. Y chang như vậy, đến gần Ngài thì Ngài sẽ được tôn cao. Hallelujah. Bởi vậy cho nên hãy nhớ có một nguyên tắc quan trọng. Càng tới gần Ngài và ở trong Ngài thì lúc đó bạn sẽ nhận được tình yêu. Bạn sẽ có tình yêu từ Ngài. Và khi có tình yêu đó, bạn mới có thể tha thứ cho kẻ thù của bạn. Khi mà lòng bạn có sự tha thứ, khi bạn vâng lời, bạn mới có thể cầu nguyện quyền năng. Bởi vì nếu không có tình yêu, sự cầu nguyện của bạn và tôi vô tích sự. Thì công vụ đoạn, công vụ Cô-rinh-tô 1 đoạn 13 nói như vậy, không có tình yêu thương mọi sự đều là vô ích. Cho nên muốn lời cầu nguyện quyền năng thì phải có tình yêu từ Ngài để tha thứ cho kẻ thù, yêu kẻ thù của mình. Rồi sau đó, qua sự cầu nguyện đó, Chúa sẽ biến đổi lòng chúng ta trước. Nhớ nhé, trước khi kẻ thù nghịch được biến đổi thì chúng ta sẽ được biến đổi trước thái độ đối với kẻ thù nghịch. Sau đó việc làm lành của chúng ta cho họ, chất than lên đầu của họ, bởi vì để cho họ không bị lạnh trong đêm đông. Kẻ thù đói cho ăn, kẻ thù khát cho mặc. Khi họ chém bạn thì bạn hãy lánh đi, nhưng khi họ chém tê tay và mỏi tay rồi, tay rụng rồi, thì lúc đó bạn hãy chạy tới đút cháo cho kẻ thù ăn, rồi chờ đợi Chúa sẽ cho bạn một mùa gặt. Những kẻ thù nghịch đó trở thành bạn của bạn. Hallelujah. Lúc đó sẽ cùng ngồi bàn ăn tiệc chiến thắng cùng với bạn. Chúa dọn bàn cho bạn và kẻ thù nghịch ngồi ăn là như vậy đó. Hallelujah. Ngài không diệt kẻ thù nghịch đâu. Ngài muốn thay đổi bạn trước tiên, rồi sau đó diệt kẻ thù nghịch trở thành bạn của bạn. Vua David đã yêu và tha thứ Saul. Ông không hề sỉ nhục Saul. Tất nhiên ông nói Saul phạm tội. Ông nói bố vợ phạm tội. Ông nói rằng bố vợ ơi, sẽ có ngày Chúa sẽ định đoạt tội của bố vợ với tôi. David tha thứ.
Nhưng ông không ở gần Sau Lơ để bị chém chết. Ông lánh xa để đợi cơ hội. Và sau này Kinh Thánh chép rằng David đã nuôi cháu nội của Sau Lơ bị què chân, ăn cùng ngồi bàn với vị vua David. David đã yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Sau Lơ truy lùng để giết David. Chúng ta nhìn thấy Abraham, nhớ nhé, phải yêu kẻ thù rồi bạn mới có thể cầu thay quyền năng được. Abraham cầu nguyện cho kẻ cướp vợ của mình là một vị vua. Chúa đã báo cho vị vua đó biết rằng nếu Abraham mà không cầu nguyện cho ngươi thì ngươi không được tha thứ và chữa lành đâu. Abraham đã cầu nguyện. Hallelujah. Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Tôi thấy trong Kinh Thánh có một thí dụ nữa là Ê-tiên. Chúng ta cùng nhau xem Ê-tiên. Chúa dọn bàn trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Không những bạn có quyền năng hơn, phát triển về thuộc linh, mà bạn còn được phước sống ở trên đời này nữa. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch. Ê-tiên bị bắt. Công vụ đoạn 7 chép lại câu 54 rằng dân sự Pharisee, những thầy thông giáo nghe những lời đó khi Ê-tiên giảng dạy thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Bạn đã thấy lần nào người ta nghiến răng với bạn chưa? Bạn đã thấy người nào họ giận trong lòng và vu khống nói xấu sau lưng bạn chưa? Nếu như bạn rơi trong hoàn cảnh này thì Ê-tiên đã từng mang tới cho chúng ta một tấm gương. Câu 35, những người không đối diện với kẻ thù, không đối diện với sự nghiến răng và giận trong lòng của những kẻ kia, ông làm gì? Ông lại gần Đức Chúa Trời. Ông tôn cao sức lực của Đấng toàn năng, người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ngó chăm lên trời, đừng nhìn xuống đất. Bạn càng nhìn xuống dưới đất thì bạn càng bị giật lùi, bạn càng bị dính với bùn, bạn càng bị lôi vào một trận chiến, và cuối cùng áo của bạn bị vấy bẩn, bạn đi chậm tiệc cưới. Hãy ngước mắt lên, ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Wow, Chúa không ngồi bên hữu. Lúc này, trong đúng moment của Ê-tiên chuẩn bị từ vị đạo, Chúa đã đứng lên để tiếp đón một vị tôi tớ từ vị đạo vì danh của Ngài. Thì người nói rằng, kìa, ta thấy tầng trời mở ra, con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài rồi ném đá. Bạn thấy không? Trong khi một người nhìn thấy tầng trời mở ra, nhìn thấy Chúa Giêsu đứng dậy, thì những người ở đất họ chả nhìn thấy gì ngoài sự giận trong lòng và nghiến răng kéo người ra rồi ném đá. Họ bịt lỗ tai, không muốn nghe những điều đặc biệt khi Ê-tiên nói tầng trời mở ra, con người Đấng Mêsia đang đứng ở bên hữu Đức Chúa Trời. Những con người ở phía dưới này, sự căm giận của họ, sự căm thù của họ khiến họ không nghe được gì hết. Họ lớn tiếng để mà át những điều gì mà Chúa muốn nói, kéo người, kéo Ê-tiên ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống bị đặt dưới chân một người trẻ tuổi kia tên là Saul. Đây chính là điều mà tôi điểm nhấn, kẻ thù, kẻ mà chủ mưu giết Ê-tiên đang ở đây. Ê-tiên đã làm gì với kẻ chủ mưu này? Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện lạy Đức Chúa Giêsu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Nhưng câu sau mới là đặc biệt, đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Mở ngoặc, đóng ngoặc là cái tên chùm kia kìa, Sau Lơ kìa, đang ôm ném đá giấu tay, cái kẻ ném đá giấu tay mà ngậm máu phun người khác, kẻ đó mới là kẻ mà Chúa muốn bắt phục. Ê-tiên đã yêu kẻ thù của mình. Không phải lời cầu nguyện đã đến từ sự căm thù, lời cầu nguyện đã đến từ sự thương xót. Thương xót một con người đang lú lẫn, thương xót một con người đang tưởng rằng hầu việc Đức Giê-hô-va mà sự thật đang chém giết, đang bắt bớ. Và chính lời cầu nguyện này, xin Chúa đừng đổ tội cho Sau-lơ, đừng đổ tội cho những người mà hãm hại con. Chính điều này Giê-xu đã bắt gặp Sau-lơ trên đường Đa-mách tìm cách phá hội thánh, và chính Chúa Giê-xu nói rằng, Sau-lơ, vì sao ngươi lại bắt bớ ta? Wow,
Bạn thấy không? Ê-tiêm đã phó kẻ thù cho Đức Chúa Trời. Ông không chống cự, ông không cãi cọ với kẻ thù theo cách của xác thịt. Ông trao cho Ngài sự báo ứng. Chúa là đấng đoán phạt. Hãy học bài học này. Chúa sa vào tay Đức Chúa Trời hàng sống kinh khiếp như thế nào? Chúa không nói kẻ có tội là vô tội đâu, mặc dù Ngài nhân từ đầy lòng thương xót. Nhưng Ngài có thể phạt 3-4 đời những kẻ làm điều ác và chống cự lại Ngài. Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Nhưng Ngài không để cho người ta khinh lờn đâu. Hạt giống Ê-tiên gieo xuống qua sự chết. Lời cầu nguyện của Ê-tiên không buộc tội. Chúa đã mở trói cho Sau-lơ và kêu gọi Sau-lơ nảy mầm. Hạt giống Ê-tiên đã được gieo vào đời sống của Sau-lơ. Và sau này chính Sau-lơ đó là trở thành sứ đồ Phao-lô, mà ông có trách nhiệm và có ảnh hưởng trên hết thảy hội thánh toàn cầu này, trong đó có tôi và bạn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, mang tới tác dụng như vậy đó. Sẽ có một ngày Chúa dọn bàn trước mặt kẻ thù mình. Chúa dọn bàn tiệc chiến thắng trước mặt kẻ thù mình. Tôi không biết Ê-tiên gặp Phao-lô ở trên kia họ nói chuyện gì với nhau. Đó là câu hỏi mà sẽ có một ngày tôi và bạn lên trên đó sẽ hỏi họ. Họ gặp nhau, họ sẽ nói gì với nhau ở trên bàn đó. Tôi tin rằng họ sẽ cùng nhau cười và nói rằng tạ ơn Chúa. Bởi vì cái ngày đó, nếu không có sự việc đó xảy ra, nếu không có sự tha thứ của anh, nếu không có sự cầu nguyện của anh, nếu không có tình yêu thương từ Chúa qua anh đến với tôi, thì ngày hôm nay tôi đã chết đời đời rồi. Wow, cảm ơn Chúa, hallelujah. Nhớ nhé, yêu, tha thứ, cầu nguyện, làm việc lành và chờ đợi bữa tiệc chiến thắng mà Chúa dọn. Mẹ nuôi của tôi đã tin Chúa đến nay được 31 năm hơn rồi. Tôi nhớ lại hơn 33 năm trước được gặp bà. Bà nói cho tôi biết về Chúa Giêsu nhưng tôi cười cợt lắm. Có một lần người mẹ nuôi của tôi, Mama Zhenya Ukraine đó, đưa một bà bạn gái nữa trong hội thánh tới. Và cái phòng khách hôm đó chỉ có 3 người. 2 người đàn bà, mẹ tôi với người nữ kia, ngồi trên chiếc ghế ở bên bàn. Tôi ngồi như một ông chủ, mặc dù chỉ là người tới ở nhờ. Tôi ngồi cái đi văng, vắt tay như một ông chủ lắng nghe họ làm chứng về Chúa Giêsu, rất là kinh kiệu và kiêu ngạo. Tôi đã làm quen với họ hơn 1 năm rồi. Họ đã nhận tôi làm con của họ. Nhưng mà tôi rất là kiểu cách nghĩ mình giỏi, mình tài, mình đâu tin lành, tin Chúa Giêsu chỉ dành cho những bà già, dành cho những người mà thiếu học, dành cho những người mà ốm đau, dành cho những người mà, nói chung các bạn biết là dành cho ai rồi. Còn tôi không cần tôn giáo, tôi tin vào bản thân tôi. Rất là kiêu ngạo. Và khi họ nói về Chúa Giêsu xong, tôi nói stop, dừng lại. Tôi biết rằng câu nói này, nếu như thực sự họ không có tình yêu thực sự đối với tôi, chắc là họ sẽ đá đít tôi ra khỏi nhà. Tôi chờ đợi sự bực tức của họ. Tôi nói rằng, thưa hai bà, nếu như Chúa Giêsu của hai bà cho tôi hút thuốc thoải mái, cho tôi uống rượu thoải mái, cho tôi chơi bời thoải mái, thì tôi sẽ theo Chúa Giêsu của bà. Còn nếu mà không được như vậy thì còn gì là đời trai nữa. Khi tôi nói như vậy, chờ đợi họ sẽ nhổ nước bọt, họ phụt khói ra hay mang tay, rồi họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng bạn biết điều gì xảy ra không? Tôi đang ngồi trên đi văng chờ đợi cơn tức từ hai người đó. Nhưng tôi nhìn thấy 4 giọt nước mắt chảy ra trên mắt của họ. Và đây mới là điều tôi sợ. Tôi bật dậy, chạy tới bên cạnh họ và nói rằng, tôi không hiểu. Bây giờ tôi không bình thường hay là các bà không bình thường? Chúng ta ai là người không bình thường thì tại sao các bà lại khóc vì tôi? Mẹ tôi nhìn vào tôi và nói, Trần, con hút bao nhiêu thuốc con thích, uống bao nhiêu rượu con cần, chơi bời thoải mái,
không cần con phải thay đổi. Nhưng mẹ khuyên con hãy mang tất cả những gì ham thích của đời này mà con đang theo đuổi. Hãy mang tới cùng với con, tới gặp Chúa Giê-xu. Khi con gặp Chúa Giê-xu rồi, Chúa sẽ chỉ cho con biết cần phải làm gì. Không cần tự thay đổi gì hết. Đầu tiên, hãy mang tất cả những gì mà con có, con thích, đến với Chúa Giê-xu trước đi. Tôi nói các bà không bình thường, và tôi chạy ra khỏi nhà mà không hề ai đuổi. Cảm ơn Chúa. Sau hơn một năm sau thì Trần Mạnh Hùng đã tin Chúa Giê-xu. Chúa đã dọn bàn cho mẹ của tôi trước mặt kẻ thù nghịch của bà là tôi. Tôi đã trở thành người hầu với Chúa như ngày hôm nay. Sự việc đó đã 31 năm rồi. Hallelujah. Một lần nữa, tôi và một cậu bạn tôi đi trên đường từ metro tại Moscow về khu ký túc xá của tôi. Tôi vác theo một cái bao, tôi vác theo một cái bọc 30 quyển Thánh Kinh Tân Ước. Trời tối khoảng 7 giờ tối, tầm cỡ khoảng tháng 10, tháng 11, tôi một cậu bạn của tôi người Thanh Hóa vừa đi vừa làm chứng về Chúa Giê-xu đang đi bộ từ metro trở về đến khu ký túc xá. Một nhóm 5-6 tên thanh niên ở khu vực đó lao ra và cướp đồ đánh chúng tôi. Cướp mất cái cục Thánh Kinh mà trên vai tôi vác, cậu bạn tôi để xách một túi đồ ăn. Đánh tơi tả hai chúng tôi về đến nhà. Cậu bạn Thanh Hóa tôi bực tức chửi đủ thứ, rồi sử dụng dụng cụ để ngày mai ra để xem bọn nó ở đâu để xỉa. Còn tôi cũng rất là bực bội, tôi chạy ra ngoài ban công của tầng thứ 16 đó đứng cầu nguyện. Chúa ơi, tại sao? Vừa nói với Ngài, thằng mấy thằng bạn con bị Chúa quyền năng mà bây giờ nó đánh con, ở Chúa ở đâu? Tại sao không sai thiên sứ bảo vệ? Đúng lúc này xấu hổ quá, bây giờ làm sao? Tại sao lại thế? Trong lúc tôi đang kêu cào như vậy ở ban công, thì Chúa đã mở mắt tôi cho tôi nhìn thấy lại sự việc. Chúa nói với tôi rằng con có biết cái lúc mà cái thằng đó nó đập vai của con và con nhìn thẳng vào mặt nó dưới ánh đèn điện, tôi nhớ lại cái ánh mắt của nó và con đã nói gì ra miệng không? Tôi lúc ấy tôi không còn nhớ, và Chúa nhắc cho tôi biết rằng bỗng lúc đó miệng tôi phát ra với người đó, bốn mắt nhìn vào nhau, tôi nói rằng hãy đến với Chúa Giê-xu đi. Tôi không biết vì sao lại nói câu nói đó, và sau đó chúng nó ôm cái bịch Thánh Kinh đó tưởng là đồng hàng và bỏ chạy. Và sau đó tôi được chú bày tỏ rằng nó là con của một tín đồ mà chú mượn cơ hội của một người bị nó cướp, nó đánh để truyền tải sứ điệp. Hãy đến với Chúa Giê-xu, hãy quay trở lại với Ngài đi. Cảm ơn Chúa, sẽ có một ngày trên thiên đàng tôi sẽ gặp lại kẻ đó. Bởi vì Chúa Ngài mượn rất nhiều những trường hợp để đưa người khác tới với Ngài. Giống như mẹ nuôi của tôi đã chịu sự bắt bớ, sỉ nhục của tôi, để ngày hôm nay tôi trở thành người hầu vì Chúa, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, có ý nghĩa như vậy đó. Giăng đoạn 3 câu 16 bạn đã được nghe rồi. Chúa yêu cho nên Ngài đã ban con một. Rồi sách Luca đoạn 23 chúng ta nhìn thấy rằng Chúa cũng cầu nguyện lời cầu nguyện giống như là Ê-tiên đã cầu nguyện đó. Ngài nói rằng lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Bạn có bao giờ đặt câu hỏi Ngài cầu nguyện cho ai ở đây không? Ngài cầu nguyện xin cha tha thứ cho ai ở đây không? Đầu tiên Ngài yêu thế gian, sau đó Ngài cầu nguyện tha thứ cho những người làm ác. Ngài gieo sự sống của Ngài để chuộc tội cho chúng ta, và Ngài chờ đợi mùa gặt là ngày hôm nay đó. Ngài cầu nguyện xin cha tha thứ cho ai? Cho người La Mã và quân lính à? Không phải chỉ thế. Cho Herod, cho thầy cả và những người Pharisee, những người mà đã cương quyết rằng giết Ngài. Hay Ngài cầu nguyện cho dân Do Thái, trước đó một tuần nói Hosanna, còn bây giờ kêu hãy đóng đinh nó trên thập tự. Trước đó nói tôi tôn sùng ông, còn bây giờ thì nói rằng tôi tẩy chay ông. Ngài cầu nguyện tha tội cho ai? Ngài cầu nguyện tha tội cho Giuđa bán Ngài. Ngài cầu nguyện tha tội cho Phêrô chối Ngài ba lần. Hay là Ngài cầu nguyện cho các môn đồ bỏ Ngài đi? Không phải chỉ có thế, mà trên thập tự giá 2000 năm trước, Ngài cầu xin cha tha tội cho cả tôi và bạn nữa. Là những kẻ thù nghịch Ngài, những kẻ đã từng dùng tay và kim tiêm để tiêm vào tay của mình. Nhưng tay của Chúa đã bị đóng đinh bởi chính cái việc làm ác của tôi và bạn. Chân chúng ta chạy đi,
tìm rượu, tìm thuốc, tìm tội lỗi để phạm. Chân của Ngài đã bị đóng đinh vì chân chạy theo đường ác của tôi và bà. Tâm trí của chúng ta, trái tim của chúng ta cứu mang tội. Ngài đã chịu chết vì hết thảy những điều mà chúng ta đã phạm. Đừng nghĩ rằng Chúa chết, Chúa bị dân Do Thái hay dân La Mã hay quân lính đóng đinh Ngài, mà Ngài chết vì tội của tôi và bạn. Để làm sao? Để Ngài sống lại từ cõi chết chuộc tội. Và khi chúng ta tiếp nhận Ngài, là chúng ta tiếp nhận tình yêu đó vào lòng chúng ta. Và khi chúng ta có tình yêu, chính sự hiện diện của Ngài, thì bạn và tôi ngày hôm nay có thể quyết định yêu kẻ thù của mình. Mặc dù cảm xúc chưa xuất hiện, tôi nhắc lại cho bạn này, tình yêu không phải là cảm xúc. Phim Hollywood và phim Hàn Quốc đã truyền tải sứ điệp sai cho nhiều thanh niên, nghĩ rằng yêu là cảm xúc. Không phải, yêu là quyết định. Cảm xúc chạy sau, đầu tiên là quyết định. Mạng lệnh của Chúa, hãy yêu kẻ thù. Và khi bạn và tôi quyết định yêu bất chấp cảm xúc, thì cảm xúc sẽ đi sau. Bởi vì sự vâng lời của chúng ta, ở trong chúng ta có Ngài, ở trong chúng ta đã có tình yêu rồi. Bây giờ hãy quyết định vâng lời, thực hiện điều mà đã có ở bên trong, là yêu kẻ thù của mình giống như ai đó đã từng yêu bạn và yêu tôi, để Chúa qua tình yêu và cầu thay của họ biến tôi và bạn trở thành công cụ trong tay của Ngài. Thì ngày hôm nay bạn và tôi hãy bước vào, tiếp tục hãy trao mình cho Chúa làm công cụ để qua bạn và qua tôi yêu kẻ thù. Nhớ nhé, nếu bạn không thể yêu được thì bạn có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không thể yêu được người này, con không thể yêu được người kia được, đây con đây, hãy yêu họ qua con. Và khi bạn làm điều đó, bạn sẽ thấy thái độ của bạn, hành động của bạn, cảm xúc của bạn thay đổi. Bạn và tôi nhờ Chúa có thể yêu được kẻ thù của mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ để Chúa sẽ xử lý họ. Ngài sẽ đối diện với họ, Ngài sẽ cãi cọ với kẻ cãi cọ với bạn, và chính Chúa Ngài sẽ bắt phục kẻ thù địch của bạn trở thành bạn của bạn, cùng đồng nghiệp, cùng đi giao truyền tin lành và cùng ngồi bàn tiệc chiến thắng sau này. Nguyện Chúa ban phước cho mỗi chúng ta, phước cho những kẻ nghe và làm theo lời của Ngài phán, thì người đó như người khôn ngoan xây cất nhà mình trên đá, mưa sa nước chảy gió lay sâu động. Nào, hãy nhờ kẻ Chúa bắt đầu từ ngày hôm nay ghi lại danh sách và quyết định: Chúa hãy giúp con yêu kẻ thù của mình, công bố ra miệng và cầu nguyện cho họ. Không nhất thiết là bạn phải bên cạnh kẻ thù và bắt bớ của bạn, họ sẽ chém bạn chết thì sao. Hãy lui ra, nhưng trong lòng của bạn yêu họ không rủa xả, yêu họ tha thứ mà cầu thay. Cầu thay có nghĩa là gì? Hãy trao họ cho Đức Chúa Trời xử lý. Còn việc của bạn cứ tiếp tục đi theo Ngài. Nguyện Chúa ban ơn cho những kẻ vâng lời mệnh lệnh của Chúa, yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, bởi vì bạn là con cái của Cha trên trời mà. Chúa cùng bạn, trong danh Jesus Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.